Cả tất cả anh em nhé, đây là cơ sở sản xuất mật ong của anh Lèo Văn Hoành, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Đây là những mẻ ra lò mật ong đầu tiên của vụ hoa nhãn năm nay nhé. Anh em có nhu cầu thì về anh Lèo Văn Hoành nhé. Anh Lèo Văn Hoành độ 11 Quang Trung, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Mật ong rất là ngon.